Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, rất chân thành cảm ơn bạn Trần Văn Cường. Chiều tối hôm qua, bạn chuyển khoản ủng hộ tớ 200. Cảm ơn Trần Văn Cường rất nhiều, rất rất nhiều. Đệ nhất phế vật Kiếm Tông, tập 244. Đợi Phá Tinh và Phá Không rời đi, Aluni để đến trước mặt Trương Phong, giống như cười mà không phải cười, nói ra: không nghĩ tới mới một thời gian không gặp, huynh bây giờ còn biết phép khích tướng. Rõ ràng chính là thua hạ của ngươi quá đần. Lục Quýnh Giao hừ một tiếng. Anh Hoàng Nhi đột nhiên thu điểm nụ cười, nhưng mà nói ra: ta biết bọn hắn lại đang nhầm vào huynh, chẳng qua tin tưởng ta, bọn hắn đối với huynh không có ác ý quá lớn. Bọn hắn chỉ nhầm vào huynh chính là vì mặt mũi của ta, không cần cùng bọn hắn so đo được hay không thế. Anh Huỳnh Nhi rất rõ ràng tính cách của Dương Phong, đây tuyệt đối là một ma đầu chứ thích làm theo ý mình. Phá Tinh cùng Phá Không nhằm vào hắn, hắn mặc dù bây giờ không so đo, nhưng nếu như chờ đến lúc hắn so đo, khả năng này liền sẽ buộc. Bởi vì gia hỏa này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối chính là hạ tử thủ, không lưu lại bất luận chút tình nghĩa gì. Dương Phong có chút không nói nên lời. Mình là loại người tính tình thích tính toán chi li hay sao? Mặc dù hai người này có chút nhầm vào hắn, nhưng là hắn biết đối phương không có ác ý gì quá lớn, hắn không sẽ không để ý tới. Đương nhiên đây là bởi vì anh Huy Nhi, không phải là nói hắn bị sắc đẹp anh Huy Nhi dụ hoặc, mà là hắn biết rõ coi như hắn ra tay giết chết đối phương, nếu như anh Huy Nhi muốn bảo đảm hai người kia thì nào tuyệt đối là làm được. Dương Phong không hề quên 12 vệ sĩ kim giáp lúc trước kia. 12 vệ sĩ kim giáp lúc trước chính là Lê Duy Cảnh. Đã lâu như vậy, nàng lại cùng quốc sư thần bí kia gặp mặt. Chắc hẳn 12 vệ sĩ kim giáp hiện tại đã không còn là Lê Duy Cảnh. Được không? Người ta thế nhưng là đến cầu xin huynh nữa đó nha. Anh Đô Nhi ôm như nói, hai mắt vũ mị đến nhanh chảy ra nước. Hồ Ly Tinh. Ở một bên, Lục Quýnh Giao hừ một tiếng. Hê, nàng chính là Hồ Ly Tinh à. Dương Phong cũng có chút không chịu được anh Huy Nhi làm như vậy, lập tức nói ra: anh cô nương, ta sẽ không cùng bọn hắn so đo. Điều tự tiên quyết là bọn hắn đừng đem ta làm cho phát bực. Nếu không, cho dù không giết được bọn hắn, ta cũng sẽ để bọn hắn cả một đời đều khó mà quên được. Nàng biết có nhiều khi ta là một người ích kỷ, cho nên nàng khoảng tốt bọn hắn mới là chính yêu nhất. Nghe được Dương Phong nói ra như vậy, hai mắt kim sa co giật. Người trước mắt này có phải là thực sự ngông cuồng hay không? Phá Tinh cùng Phá Không đây là yêu thú tôn giai, mà hắn chính là Linh Dược Ảnh. Mặc dù không biết là mấy phẩm, nhưng là thế nào cũng chỉ là Linh Dược Ảnh à. Linh Dược Ảnh nhân loại lại còn nói để hai yêu thú tôn giai cả một đời để khó mà quên được hay sao? Hơn nữa còn nói rất tự nhiên như vậy, hắn thật sự lợi hại như vậy hay sao? Aluni trầm mặt một hồi sau đó nói ra: chờ chuyện đến này giải quyết xong, ta sẽ để bọn hắn trở về. Dương Phong nói: như vậy thì cũng không cần, chỉ cần bọn hắn không nhầm vào ta là được. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, đi nhanh thôi. Nếu là đi trễ, bà hữu quốc nàng sẽ gặp nguy hiểm, vậy chúng ta liên xét phiền phức. Anh Nhi nhẹ gật đầu. Mấy người đi ước chừng một canh giờ. À! Đột nhiên, tại trước mặt mọi người truyền đến tiếng kêu của Phá Không. Mọi người liền biến sắc, tăng nhanh tốc độ. Khi bọn hắn đi vào một khu rừng rậm dày đặc, cảnh tượng xuất hiện trước mắt để mấy người sắc mặt lại biến đổi. Tại cách bọn hắn không xa, Phá Tinh cùng Phá Không hai người bị từng sợi dây leo từ trên thân quấn chặt. Tại các bốn phía xung quanh hai người là trên 100 phụ nhân, trong đó có 5 phụ nhân rất dễ thấy, bởi vì 5 người này thân lại cao tới 5 mét, vòng eo chỉ ít cần vòng tay của 5 đại hán nối lại mới có thể ôm hết. Nhìn thấy Phá Tinh cùng Phá Không bị quấn chặt, anh Nhi biến sắc liền phải đồng thủ, nhưng Dương Phong đã ngăn nàng lại, sau đó nhảy mắt ra hiệu cho nàng nhìn xung quanh. Anh Nhi quay đầu nhìn liền giật mình, bởi vì tại các bốn phía bọn họ vốn dĩ như cây cối mà bọn họ cho rằng chỉ là cây cối bình thường, vậy mà sống lại, nơi này bọn họ đã bị thụ nhân bao vây. Nhân loại sao? Một thụ nhân cầm đầu nhìn Dương Phong ba người, trong mắt lập tức lộ ra sát ý. Không biết có nhân tộc chúng ta không chào đón nhân loại hay sao? Vừa nói xong, hắn đột nhiên bắn ra 3 sợi dây leo, nhảy mắt đi vào trước mặt Dương Phong ba người. Một đạo kiếm quang thiểm lược lướt qua.
Ba sợi dây leo trước bàn tiên phong, ba người kia nháy mắt đứt gãy. Đến mà không trả lễ thì không hay. Kiếm hàng quan trong tay Dương Phong hướng về phía thủ nhân kia bỗng nhiên bổ tới. Một đạo kiếm khí tử sắc bắn ra. Đám người chỉ thấy một đạo tử quang hiện lên. Sau đó trước mặt thủ nhân cầm đầu kia thì xuất hiện một lỗ kiếm. Một dòng chất lỏng màu xanh nhạt từ lỗ kiếm này chậm rãi chảy ra. Chúng thủ nhân biến sắc. Thủ nhân cầm đầu kia sắc mặt cũng cực biến. Hắn không nghĩ tới tốc độ kiếm khí của đối phương vậy mà nhanh như thế, sắc bén như vậy. Không như để hắn không có cách nào trốn tránh, còn dễ như trở bàn tay liền phá vỡ phòng ngự của hắn như thế. Dương Phong trên mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện ra kiếm của hắn mặc dù ở trên thủ nhân trước mắt này đâm ra một lỗ, nhưng kẻ trước mắt này cũng không nhận ảnh hưởng gì nhiều cho lắm. Chẳng qua cũng đúng thôi, cái lỗ kiếm kia của mình so sánh với thân thể của hắn thực sự là quá nhỏ bé, tựa như người bị mũi cắn mà thôi. Kiếm tu thật cường đại. Thủ nhân cầm đầu trầm giọng nói, nhân loại, người đến cái nhân tộc của chúng ta làm cái gì? Chúng ta tới tìm thụ tâm. Anunnaki nói ra, ta là bằng hữu của nàng, ta là cửu vĩ hồ tộc. Thủ nhân kia hai mắt híp lại dò xét Anunnaki, còn liếc mắt nhìn kim sa phía sau nàng, cuối cùng lại đưa mắt nhìn Dương Phong, sau đó mới nói ra, nàng hôm nay không tiện gặp khách, mất việc từ nơi nào đến trở về chỗ đó đi. Nên chỉ chúng ta nhất định muốn gặp thì sao? Dương Phong hỏi ra. Thủ nhân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nhân loại, ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng là các ngươi phải biết, nơi này là địa bàn của nhân tộc chúng ta. Nhìn vào trên mặt mũi có vị cứu vĩ hồ, ta mới để các ngươi bình yên trở về. Đừng không nên biết tốt xấu. Nếu không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người các ngươi sẽ trở thành thức ăn cho thủ nhân. Các hạ chúng ta chính là muốn gặp thụ tâm. Anunnaki sắc mặt cũng trầm xuống. Còn có, cứu vĩ hồ tộc chúng ta không thích bị người uy hiếp. Sở dĩ khắc khí với các hạ chính là vì ngươi là tộc nhân của thụ tâm, mà không phải ngươi là thụ nhân tôn giai. Ta đã nói thụ tâm không tiện gặp khách. Thụ nhân lại nói ra, đồng thời ta cũng hy vọng các hạ có thể rõ ràng một điểm, cầu vĩ hồ tộc rất cường đại, điểm đó không thể nghi ngờ, nhưng là điều này không đại biểu cho việc các ngươi lấy thế tự tiện xông vào cái nhân tộc chúng ta, còn đã thương tộc nhân của chúng ta. Các ngươi nói nhảm nhiều thế, ta thực sự là có chút chịu không được. Dương Phong lắc đầu, sau đó bàn tay khẽ động, U Minh Quỷ Hỏa liền xuất hiện tại trong tay hắn. Lúc U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện, giữa sân không khí nháy mắt bị khí đốt nóng lên, thậm chí một số cây cỏ dại tại xung quanh Dương Phong đã bắt đầu cháy rừng rực. Tại lúc nhìn thấy U Minh Quỷ Hỏa ở xung quanh, rất nhiều thủ dân kìm nằm không được liền lùi lại phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ e ngại. Lửa khắc mộc đòn hỏi diễm kia đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Có tin ta một mùi lửa đem toàn bộ cây cối núi Tiên Sơn của người để đốt sạch sành sanh hay không? Vuốt vuốt U Minh Quỷ Hỏa trong tay, Dương Phong nhìn lướt qua thủ nhân xung quanh. Nhân loại, người đến tụi cùng muốn làm cái gì? Thủ nhân cầm đầu trầm giọng nói ra. Mang chúng ta đi gặp thụ tâm. Dương Phong nói, chớ làm ra vẻ với ta, nếu không ta cam đoan người sẽ hối hận. Nhân loại, nên như người dám làm như vậy, liền xem như trên trời góc biển, cây nhân tộc chúng ta cũng sẽ giết chết người. Thủ nhân cầm đầu nói ra. Thật sao? Dương Phong cười cười. Ta đếm 3 tiếng, nếu như người không đáp ứng, ta lập tức phóng hỏa đốt phiến rừng rậm này. Hiện tại bắt đầu. 1. Thủ nhân cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong không nói gì. 3. Nói xong, U Minh Quỷ Hỏa trong tay Dương Phong ầm một tiếng nổ tung, vô số hỏa diễm hướng về bốn phía kích xạ bắn đi. Phải là thủ nhân chạm phải U Minh Quỷ Hỏa, nháy mắt điện bắt đầu cháy rừng rực. Nhân loại, ngươi nói là đếm 3 tiếng mà. Những cây cối xung quanh đều bị bốc cháy. Thủ nhân cầm đầu cãi lại nói, hề, ta thích đổi ý đó. Dương Phong cười lại một tiếng. Ở dưới sự khống chế của hắn, U Minh Quỷ Hỏa có không hướng về phía bốn phía cấp tốc lan tràn ra, mà chỉ là quấn quanh chung quanh một bộ phận cây cối. Nói ra, ưu điểm lớn nhất của ta người này chính là nhân từ, đừng nói ta không cho người cơ hội. Hiện tại đã tất để người của người rút đi, sau đó mang chúng ta đi gặp thụ tâm. Đương nhiên ngươi cũng có thể ra tay. Có điều ta phải cam đoan, mặc kệ giữa chúng ta thắng bại như thế nào, thì hết thảy phương viên trăm dặm chung quanh đây để sẽ hóa thành tro tàn. Người có muốn thử một chút thì không? Thủ nhân ở chung quanh hoảng sợ nhìn Dương Phong, ngoài trừ hoảng sợ càng nhiều hơn vẫn là cầu thị. Phải biết những cây cối chung quanh kia mặc dù tạm thời không có sinh mệnh, nhưng là về sau sẽ có a. Đến một thời gian nào đó, những cây cối kia liền sẽ trở thành một thành viên của nhân tộc bọn hắn. Đó đó có rất nhiều đây là thân nhân của bọn hắn. Nơi khác, Dương Phong nên như phóng hỏa,
giết chính là thân nhân của bà hắn. Sát ý trong mắt thủ dân cầm đầu giống như thực chất. Ở xung quanh hắn, vô số dây leo trên các thân cây đang không ngừng ngọ quậy, dường như muốn đồng thủ. Diêm Phong cười cười nói ra: đã như vậy, vậy chúng ta đi đánh rồi mới biết. Nói xong, U Minh Quỷ Hỏa trong tay liền bùng lên, không đến một hơi thở, U Minh Quỷ Hỏa liền hóa thành một đầu hỏa long lớn khoảng 5-6 trượng. Vừa nhìn thấy đầu hỏa long này, hai mắt thủ nhân cầm đầu giật giật. Lúc Diêm Phong muốn phân tích đầu hỏa long này, hắn vừa vàng hét lên: nhân loại, người thắng, ta mà các người đi gặp phụ tâm. Hỏa long đột nhiên phun ra một luồng hỏa diễm, nơi hỏa diễm rơi xuống, mấy chục cây cổ thụ lập tức hóa thành tro tàn. Chúng thủ nhân trợn trừng trừng muốn rách cả mi mắt. Ngượng ngùng, nhầm, là ta nhầm, chúng ta đi gặp phụ tâm thôi. Diêm Phong cười cười, sau đó đem hỏa long thu vào. Thủ nhân cầm đầu khuôn mặt căng ra, thật sâu nước mắt nhìn Diêm Phong. Sau đó hai tay phất lên, thu lại dây leo đang trói buộc phá tinh cùng phá không, sau đó quay người dẫn đường. Nhìn thủ nhân cầm đầu, Diêm Phong trong mắt có vẻ ngưng trọng. Thực lực thủ nhân trước mắt này tuyệt đối là cường hãn, có thể chế phục phá tinh cùng phá không, có thể không mạnh mẽ hay sao? Đối phương sợ gì thỏa hiệp, khả năng không chỉ là U Minh Quỷ Hỏa, bởi vì nếu như đối phương chỉ đánh đổi một số thứ thì vẫn có thể đối phó với U Minh Quỷ Hỏa của hắn. Chỉ là vì cái gì mà đối phương chỉ thỏa hiệp, hắn cũng không rõ ràng. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc này Anu Nhi nói ra, thực lực năm thủ nhân kia chỉ ít đều là tôi đi cảnh ngũ phẩm. Bạn có lẽ sẽ kiên kỵ U Minh Quỷ Hỏa, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Mà lại đây là địa bàn của các nhân tộc, chỉ cần bỏ ra một chút đánh đổi, lúc này chúng ta đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Diêm Phong nhận gật đầu, ta biết, chúng ta đi thôi. Hy vọng bằng hữu cứu nàng gặp phiền phức đừng quá lớn. Đợi chút nữa huynh cứu nàng, ta sẽ để cho nàng lấy thân báo đáp phải như thế nào. Anu Nhi chớp chớp mắt nhìn nói ra, thanh danh hảo sắc của ta có phải là do nàng truyền ra hay không? Diêm Phong đột nhiên nghiêm mặt nói, huynh chẳng lẽ không hảo sắc sao? Anu Nhi hỏi ngược lại. Diêm Phong đứng hình trên đỉnh núi, tại trước một cung điện to lớn do cây cối kiến tạo và thành, có một đôi thủ nhân đang giằng co với nhau. Thủ tâm gả cho ta làm vua của các nhân tộc, nàng làm hoàng hậu các nhân tộc, chúng ta cùng một chỗ quản lý các nhân tộc không tốt hay sao? Một thanh niên đối với nữ tử trước mặt hắn cách đó không xa, được một thủ nhân bảo vệ ôn nhu nói. Nữ tử tên là Thủ Tâm, không phải là nửa người nửa cây, mà là hóa thành hình người, chỉ là cùng nhân loại có một chút không giống, đó chính là tóc của nàng còn có lông mày, kể cả là hai mắt đều là màu xanh đậm. Mặc dù như thế thì tất cả những điều này không hề ảnh hưởng tới khí chất cùng dung mạo của nữ tử. Ngược lại, tất cả những điều này còn làm cho nữ tử so với nhiều nữ nhân loại có một vẻ đẹp rất khác lạ. Thẩm Mộc, người cũng dám tạo phản sao? Tại bên cạnh Thủ Tâm, một nữ tử trung niên trong bộ dáng nhân loại quát lớn, Thủ Lão Vương vừa mới qua đời, hoài mọc nhất tập các ngươi, vậy mà liền bất thoái vị, ngươi liền không sợ bị tru di cứu tộc sao? Nam tử tên là Thẩm Mộc lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử trung niên, nên như không phải có lão bà trước mắt này che chở Thủ Tâm, hắn sớm đã có được Thủ Tâm cùng tức vị vua của cái nhân tộc, người này thật là đáng chết ta. Đến lúc này, một trung niên bên cạnh Thẩm Mộc nói ra, Thủ Cầm, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, Thủ Tâm chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào linh giai, muốn đi vào tôn giai chỉ ít phải cần 100 năm, mà Thẩm Mộc bây giờ đã là linh giai đỉnh phong, chỉ cần có được thanh mộc chi linh, hắn lập tức liền có thể tiến vào tôn giai, lại dùng thêm 100 năm nên có thể tiến vào hoàng giai, cho nên hắn càng thích hợp trở thành thụ nhân vương của cái nhân tộc chúng ta. Thanh mộc chi linh sao? Thủ Cầm cười lại một tiếng nói ra, Thẩm Đằng, đây mới là mục đích thực sự của các ngươi đúng không? Thẩm Đằng, hoài mộc nhất tộc các ngươi xứng đáng với đã thụ nhân vương hay không? Lúc nào còn sống chính là chưa hề bạc đã qua hoài mộc nhất tộc các ngươi, bây giờ là nhân gia nàng vừa vẫn lạc, hoài mộc nhất tộc các ngươi liền lập tức tạo phản, các ngươi là muốn bị thiên hỏa thiêu đốt sao? Thẩm Đằng trầm giọng nói ra, Thẩm Mộc không phải đã nói rồi sao? Hắn nghĩ lấy Thủ Tâm làm vợ để nàng là hoàng hậu của cả dân tộc. Trò cười, Thủ Cầm cười nhạo nói ra, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi có chủ ý gì, đơn giản là muốn dựa vào Thủ Tâm đến bình định chúng ta. Những báo hoàng duy trì thanh mộc nhất tộc này, nếu để cho các ngươi ổn định được cái nhân tộc, ta nghĩ các ngươi ngay lập tức sẽ làm chính là hủy diệt tất cả thành viên thanh mộc tộc đúng không? Thủ Cầm, ngươi phải biết chúng ta bây giờ đàm phán của các ngươi không phải là e ngại các ngươi. Thủ nhân tôn giai bên trong cái dân tộc
có bảy thằng duy trì hoài mộc chất tộc chúng ta. Sở dĩ cùng bác ơi đàm phán đồng thời để thẩm mộc cưới thụ tâm chính là không nghĩ rằng các dân tộc chúng ta tự giết hại lẫn nhau, làm suy yếu thực lực các dân tộc chúng ta. Nhưng là nếu như người lại tiếp tục không biết tốt xấu, cũng đừng trách hoài mộc nhất tộc chúng ta thủ đoạn độc ác. Thẩm Đằng là giọng nói ra. Thẩm Thúc Thúc, hoài mộc nhất tộc các ngươi muốn có được tước vị vua của các dân tộc như vậy sao? Lúc này nữ tử tên là Thụ Tâm kia đột nhiên nói. Nghe được Thúc Thúc hai chữ, Thẩm Đằng trong mắt lóe lên một tia giận dữ, nhìn rất nhanh liền biến thành băng lãnh. Thụ Tâm, ngươi cảm thấy ngươi tới dẫn đầu các dân tộc đi về hướng phồn vinh được sao? Thụ Tâm trầm mặc hồi lâu sau đó nói ra. Ta có thể nhận ra tước vị vua các dân tộc. Cái gì? Chúng thuộc nhân tại bên cạnh Thụ Tâm giật mình. Thụ Cầm muốn nói cái gì đó, Thẩm Đằng lại nói nó ra. Lời này là thật chứ? Thụ Tâm khoác tay áo, ngăn lại Thụ Cầm muốn nói chuyện nói ra. Chẳng qua ta có một điều kiện, đó chính là ta nhất định phải mang đi những tộc nhân các dân tộc muốn đi theo chúng ta rời đi. Thẩm Đằng đưa mắt nhìn đám người sau lưng Thụ Tâm, sau đó nói ra. Ta đáp ứng, chẳng qua ta cũng có một điều kiện, đó chính là ngươi nhất định phải đem Thanh Mộc Linh Chi lưu lại. Tinh hồn bên trong Thanh Mộc Linh Chi có thể để các dân tộc từ hoàng gia trở xuống trực tiếp thăng lên một cấp bậc. Để dân như đạt tới hoàng gia cảnh, có Thanh Mộc Linh Chi trợ giúp cũng có thể để thực lực tăng lên. Lời báo vật này hắn làm sao có thể để Thụ Tâm mang đi được chứ? Không được. Thụ Tâm lúc này phản đối nói ra. Đây là báo vật Thanh Mộc nhất tộc chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào trong tay người ngoài. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hoài mộc tộc chúng ta làm giả ác độc. Thẩm Đằng trong mắt để lên một tia u tàn. Thụ Tâm xoay tay phải lại, một hạt châu màu xanh từ trong miệng nàng chậm rãi bay ra, rơi vào trong tay nàng. Như hạt châu màu xanh đậm như ngọc lục bảo trong tay Thụ Tâm đã ra. Viên thanh bọc chi linh này là tinh hoa tổ tinh tổ tiên của chúng ta ngưng kết mà thành, là vật truyền thừa thất bọc nhất tộc chúng ta. Nên để cho nó rơi vào trong tay ngoại nhân, vậy Thụ Tâm ta để trở thành tội nhân của Thanh Mộc tộc. Cho nên nếu như hoài mộc tộc các ngươi nếu là muốn cậy mạnh cướp đoạt, vậy ta phải đem nó hủy đi. Thẩm Đằng biến sắc, sau đó tiếp tục bật cười một tiếng. Thụ Tâm, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Tinh hồn của Thanh Mộc này chính là được ngưng kết từ tinh hoa toàn thân của cường giả bán thánh, ngươi có thể phá hủy được sao? Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm nữa, cho ngươi một cơ hội cuối cùng lưu lại Thanh Mộc chi linh. Ta để cho ngươi mang theo thủ nhân Thanh Mộc tộc các ngươi rời đi. Nếu không, hoài mộc tộc chúng ta hôm nay nên sẽ hủy diệt Thanh Mộc tộc các ngươi. Mười tên thủ nhân cao chừng 50 trượng xuất hiện tại sau lưng Thẩm Đằng. Nhìn mười tên thủ nhân này, Thụ Tâm cùng Thụ Cầm đám người sắp phải biến đổi. Mười tên thủ nhân tôn giai còn thêm Thẩm Đằng cũng đã là 11 tên thủ nhân tôn giai, mà các đàn bên này chỉ có 4 thủ nhân tôn giai. Cách biệt thực lực quá lớn. Thụ Tâm, đợi chút nữa, ngươi cùng Thụ Nguyên bọn hắn đi trước. Ta cùng Thụ Thanh, đại bá của ngươi, ngăn cản bọn hắn. Đừng giữa tính trẻ con vào lúc này. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, Thanh Mộc tộc chúng ta mới có hy vọng. Thụ Cầm trầm giọng nói ra. Thụ Tâm lắc đầu, muốn đi thì cùng nhau đi. Thụ Cầm vô cùng tức giận, đang chuẩn bị nói cái gì đó, thì Thẩm Đằng ở một bên lại là quát lớn, đồng thủ, Thụ Tâm. Đúng lúc này, ở một bên truyền đến một giọng nữ. Thụ Tâm nghe tiếng nhìn lại. Khi vừa nhìn thấy người nói chuyện, lập tức vui mừng. Huy Nhi là ngươi. Người vừa tới chính là Anu Nhi bọn người. Chiêu! Đột nhiên, viên thanh mộc lên chi tại tên tay Thụ Tâm kia đột nhiên hóa thành một tia sáng màu xanh, dính nhập vào trong cơ thể Dương Phong đứng bên cạnh Anu Nhi. Thụ Tâm còn chúng thụ nhân thanh mộc tộc kinh hãi, mà Thẩm Đằng kia thì sầm mặt xuống. Dương Phong cũng là sững sờ, thứ gì bay đến trong cơ thể hắn vậy chứ? Ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị kiểm tra, thì một tia sáng màu xanh lại từ trong cơ thể hắn bay ra, chính là viên hạt châu màu xanh lục kia. Đám người thanh mộc tộc thở vào một hơi, Thụ Tâm đang chuẩn bị kêu gọi Thanh Mộc Linh Chi, nhưng mà sau một cách, Thanh Mộc Linh Chi này lại hóa thành một tia sáng màu xanh chui vào cơ thể Dương Phong. Chúng tôi nhân đứng hình, Anh Linh Nhi, bọn người cũng đứng hình.